Em cắt ghép video xong rồi mọi người, giờ vô thì mới di chuyển anh qua nằm qua bên này. Xui với Na ngủ đó, em ngủ bên này. 1 giờ luôn mọi người ơi. Chúc mọi người ngủ ngon nha. 1 giờ luôn mọi người ơi. 12:52. Quá trời, bộn bề này. Chúc mọi người ngủ ngon. Thôi ơi mọi người, chào mọi người buổi sáng nha. Mới có 5 giờ mấy rồi mọi người. Su nó dậy rồi, nó thay đồ xong hết rồi mọi người. Còn Khoa nè. Mình Thị Na nè. Mình Thị Na nè. Trời ơi, Su nó dậy sớm dữ trời. Khoa dậy đi Khoa. Dậy thay đồ đi học rồi Khoa ơi. Dậy ra rửa mặt súc miệng đi rồi thay đồ đi học. Na có đi học không? Đi học. Ôi, cái kìa. Ôi, nó biết kìa. Nó biết đeo bị ngược, thấy ghê không mọi người? Sao Na biết vậy? Sao Na biết mẹ đeo ngược cho Na vậy? Thôi mẹ lên mẹ đóng tiền học cho Na nha. Dạ. Có cục mụn bự cho bá rồi. Vậy thì còn sớm hơn Xuân nè. Có đâu. Nó chơi bị gì vậy á. Hay là bị bạn đập. Hay là bị bạn lây mụn chưa. Bạn nhỏ lì. Giờ cô chú các anh chị, chúc các cô chú các anh chị buổi sáng vui vẻ. Xu nó dậy sớm nhất luôn. Sáng vui vẻ. Nè nó buồn ngủ, nó nằm lên lê vò lát à. Cái sao không vậy? Đi ra khặt nó quý ơi. Ghê quá. Ôi ôi. Ớn quá à. 6:16 rồi trời. Nè cô chú và các anh chị có sáng như vậy. Ra chào cô chú. Chào cô chú, các chị và sáng như vậy. Dạ, Na đi đâu? Dạ, Na đi học. Na ăn cái gì? Dạ, Na ăn chi bắp. Ờ, Na uống gì? Uống sữa Milo. Cô giáo Na tên gì? Cô giáo Na tên Nguyễn Hà ơi. Ờ, gì ta? Na có đeo đồng hồ không? Đây. Đồng hồ đẹp không? Ờ, cái ba lô đâu rồi? Cái áo đâu? Dạ. Cái quần đâu? Dạ. Cái đôi dép đâu? Dạ. Ừ. Khoa lên mặc đồ này với lại đôi giày nha. Tại vì chắc là hôm qua anh có tiết thể dục mà. Tại cha anh không đẹp đánh cái đôi giày ba ta thôi. Không. Đeo đôi giày ba ta không? Đôi giày giống em rồi. Có đôi của Na nhưng màu hồng. Ảnh rồi mẹ cho mẹ Su đi mua bánh mì que. Nào rồi hồi đi lại chị kêu một sách thích cho anh coi. Ok. Phụ sách với anh Khoa. Coi tiền anh Khoa coi chừng rớt á. Đi với anh Khoa. Bye bye. Coi chừng rớt tiền nha Khoa. Hồ nha. Không. Chứ sao? Của Na. Đồng hồ của Na hả? Dạ. Na đem lên chẳng rồi, hồi đem cất nha chưa? Dạ. Ờ đi. Không cần dép hả? Không dép anh. Bye bye Na nha. Ờ. Bye bye Na. Na giờ mới bị mẹ của bạn bắn vốn. Na chào bạn. Mẹ bạn hỏi đây là bạn Na phải không? Na mặt sượng sượng. Bye bye.
2.325.000. Chưa đóng tiền tiếng Anh thôi. Chưa đóng tiền tiếng Anh lên lại cho xôi. Chúng mình hôm bữa điện lực vô rồi, điện lực vô rồi. Hồi giấc cúp điện quá. Hôm bữa của mình ở đây. Hôm bữa của mình ở đây. Hôm bữa lúc anh chưa lại trái cái này. Em giặt. Đen à, em giặt á. Chỗ nào không có cục nổ bà, cháy hết lên nổ hết luôn á. Cháy nhưng mà cháy không bằng của tao lúc trước. À cháy ít hơn nhưng mà nó cháy ở trên cao, còn của tao lúc bữa nó cháy thấp. Cứ mày gọi đầu cho tao. Tính gì? Không, tao nghĩ là cái gì nó cháo vô cái ấy chứ làm gì thành tinh ma gì. Hả? Tao không tin nó là ma. Ồ, thiệt mà. Mẹ về chưa? Chưa, thứ bảy. Anh nói sao ba kia đừng có tắt đèn hả? Ờ, ba kia đừng có tắt đèn không? Rủ ông Bình, kêu ông Bình mà ăn này không thì mua cho cưng ăn. Cái cuối cùng quay sang hết tiền mẹ rồi, giờ Bình nó mua cho em ăn mọi người ơi. Ờ đúng rồi, cái xanh xanh này nè. Cái mà đừng có bánh lọt á. Này hả? Cái này, xanh xáo hả? Cái này là cái gì ta? Cái này xanh xa bánh lọt. Không, không ăn cái này, cái này ăn cái này nè. Xanh xáo. Ta ăn một cái đó thôi. Em mua liền. Mày ăn liền luôn hả? Không. Để tủ lạnh đi rồi hồi về chưa ăn. Bỏ vô mấy cái này. Cái đó ngon á. Cái đó rất xinh xắn. Cái này cũng ngon đó nè Bình. Cái này, cái đó mà hồng mà. Cái đó cái này, cái này là xinh xắn hồng lụ, xinh xắn hồng lụ. Được rồi. Dễ hả? Tới coi. Đó chạy về thấy thấy tiệm mình rồi nè. Chặt cái cành cây thấy tiệm của mình rồi. Mình sẽ dạt lên trên nữa mọi người, bữa nào mình sẽ leo lên mình chặt cành cành này với cành ở trên đó. À. Thoáng hẳn luôn. Ấy sao mà vô học nha, chị đi ấy nha, chị lên chị phơi đồ cái. Nãy giờ. Chưa ăn đâu. Cứ để tủ lạnh đi rồi thôi. Hả? À bỏ tủ lạnh hết đi. Em nha. Ông tao nhắc luôn. Nói kêu hồi em về chị nhắc em nha. Giờ em sẽ đi phơi đồ, em tải video xong rồi. Chuẩn bị giặt đồ nha mọi người. Thì trước khi giặt đồ thì em sẽ xé mạt nha. Đồ mua em chưa có xé mạt mọi người ơi.
Cái nào xé mạt rồi thì em sẽ dập. Còn cái tay nó bị xước. Tay bị xước phải dũa đi. Cái phong nó đụng vô đồ nó xước đồ. Xong rồi, bây giờ em sẽ vô giặt đồ thôi, em giặt bằng tay nha mọi người. Xong, bây giờ em sẽ giặt đồ nha mọi người, em giặt bằng tay nha. Một đống đồ luôn. Ôi quá trời luôn, có lấy đồ khoa về không? Có chứ, lấy về dạ. Ơi lên tới luôn hả? Ai da, tối hôm qua anh ngủ. Anh ngủ anh nằm chèo queo. Làm gì? Đâu có đâu, anh nằm chèo queo á, anh giận Su. Là giận hả? Ờ, giận anh với Su hai đứa giận nhau, mắc cười lắm. Bên kia, bên kia. Hết gạo hả? Gạo mua bên kia, chị này nè, bán rẻ. Chị nào? Ở chị tầm tạp hóa bên này nè. Hả? Có tặng cái chén rồi. Có tặng gì hả? Không đúng không? Không. Tặng cái chén thử vô mày. Ở đâu? Kế bên Minh Quân đó. Kế bên Minh Quân hả? Chỗ bán gạo đó, tặng nước rửa chén. Vậy hả? Nào cũng tặng cho nước rửa chén, khỏi mua nước rửa chén. Sướng vậy? Nhưng mà có lấy mắt không không? Ờ. Ờ vậy biết em mua. Không, nãy chị hai lên là chị hai rút rồi. Giờ đi đâu? Rước na dữ dội. Na gì? Hả? Con na gì? Hả? Con na gì? Thì đi rước con Bành Thị Na. Con Bành Thị Na gì? Bành Thị Na thúi. Ừ đúng rồi đó. Bà ngoại bà gửi đồ ăn lên quá trời luôn. Mẹ định mua cái lẩu về ăn mà thôi. Nhưng bà ngoại bà gửi đồ ăn lên rồi. Bà gửi thịt heo, quay rồi đủ thứ hết trơn á. Tí về nhà ăn ha. Ok. Sáng đem ba hộp. Ủa giờ nó đóng tiền hộp cho Su. Em đóng tiền hộp cho bé ạ. Em
ghi là C ID phần mềm mình là CIDB ấy chị, là mã của chi nhánh em á. Cái này là à. Chở quá. Sao lấy không vào? Mẹ. 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 Ừ. Ừ. Mấy đứa nóng rồi. Ờ, đúng rồi. Mẹ ơi, nhà sách không muốn. Trời ơi. Nhà sách này là giờ không có sách đẹp rồi. Mẹ. Trời ơi, nó ít dài lắm, cô chú có dài tờ. Ừ. Sách gì vậy? Sách gì vậy? Mẹ. Ơi. Đâu có nào mà mẹ có đồng hồ. Tôi đã mua được bún rồi. Bây giờ mẹ Xu đã nấu xong cà ri thì bây giờ sẽ bỏ bún rồi xúi suốt cà ri lên. Quay lại đây hả? Hoa rồi. Thôi quên em đồ xây. Một chút nữa là chảy nước miếng ào ào. Này có bánh mì nữa không? Nãy xong mua bánh mì, quên. Ở ngoài đầu đó cũng có bánh mì á. Thôi ăn bún đi. Ăn bún rồi vừa. Rồi leo lên. Chị, ăn xong chúng ta sẽ chát miệng bằng hai cái đầu bánh tét nha chị em. Sâu ở trong nước. Còn cái biệt. Ủa lóc nước mà. Sâu ơi, sâu lóc nước. Sâu ơi, có lóc nước. Có nước cho em. Chào các cô chú, các anh chị nha. Hồi nãy mẹ Thu đã có đi ống tiền học với Thu. Đi ống tiền học với ai đó. Thì này thì khóa sẽ ít hơn, sẽ rẻ tiền hơn. Thì một khóa đó là 2 triệu rưỡi. Nếu như đó là hết rỡ. Lần này chỉ có 2 quyển thôi, là một quyển chính là một quyển phụ. Đây là rẻ hơn. Với lại học cái đó là tôi sẽ là chuyên về nghe hơn, còn biết thì để tự biết thì chỉ ôn là không. Tôi nghĩ là đơn giản, nó sẽ là đề nghe thôi. Được thì có thể sẽ in thêm. Với lại nếu như mà học được cái đó thì sẽ được đi thi chính trị. Nếu như thi không được thì thôi, ta ở trường thi cái khác. Giờ thằng em xuống lên F4 thì kìa. Nhưng mà có thể sẽ lên R1 luôn. Ở trong lớp Su không? Nếu như lớp Su có cái chị đó, chị cũng học lên F4 thì chị đó học lớp 5 á. Chị đó học giỏi với. Lúc đầu vô tử chị đó ít nói, ai ngờ chị đó nói nhiều mà không Su nữa. Chị đó có cái lần mà không minh lắm. Nó đo trên đề kia cũng có rồi, nhưng mà gọi điện kết nối bằng Bluetooth có nghĩa là phải kè kè với cái điện thoại vậy. Nên với lại chị đó có một cái đồng hồ điện tử có nghĩa là nó chỉ xem giờ và xem giờ xem lịch thôi, nhưng mà nhìn dễ thương lắm, hình vuông, hình con bò sữa. Xong rồi lúc đi xong á, bắt đầu là khi nói, có nghĩa là nhìn tranh rồi nói, thầy sẽ hỏi. Xong rồi thì cái đó tôi nghĩ dễ. Còn khi lo, còn khi biết á, tôi nghĩ chắc sẽ sai cái bài nghe đầu tiên, còn cái bài nghe thứ hai thì tùy. Gỡ diễn thôi, chứ không biết. Còn biết thì dễ, cực dễ luôn. Cái thứ kia là chưa biết viết lên thôi. À.
Đi học cứ có hỏng cô chung nào cũng cố đưa. Cô cho miếng bày xong trước là đồ ăn sô-cô-la. Còn lúc thi là cô lúc cho ăn pizza. Kiểu là bánh mì mềm á, bánh mì tươi á, xong rồi bỏ xuống sức là luôn ngon lắm. Ăn. Xong rồi được ăn bánh đớt gì nữa. Bắp gà, tóc một bơ. Còn gà thì sao đang bún cải đi. Hello, chào mọi người. Em vừa mới lấy đồ vô xong rồi thì em có một đơn của em Lan Lan nha mọi người. Em đặt một hộp kem xâm nhập. Em trên TikTok nó không thông báo luôn, ta không thấy luôn á. Em nhắn tin bên Zalo em mới thấy luôn mọi người. Em vô em kiểm tra thì em mới thấy có. Trời xa mưa giông thu buồn. Tiếp tục em có một đơn đó nha mọi người. Đơn này thì của em Trang nha, em Thùy Trang. Cái này thì mua em lâu lắm luôn đó. Ý là mua em thường xuyên chứ lộn. Em này khách của em lâu lắm rồi, mua thường xuyên. Em này không những xài mà còn giới thiệu cho bạn bè này kia nọ nữa. Một đơn nữa của em Trang. Hai đơn. À, mưa lớn luôn. Tôi chạy lên tỉnh coi em đi đâu. Đi mua nước hả? Mưa lớn luôn trời. Nãy giờ nghe tiếng mưa quá trời. Mưa lớn luôn. Em chở vừa học vừa út. Trời ơi. Tôi hồi sáng này đi học mà không có cho tiền nè. Buồn không? Đi xin bạn chứ có gì đâu. Xin ai? Xin bạn